Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi đã có buổi tiếp Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi thông tin sơ lược về tình hình phát triển trên các mặt của Cà Mau trong năm qua. Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, Cà Mau hướng phát triển mạnh về biển, vươn lên từ biển. Vì vậy, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chấp pháp trên biển, trong đó là vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát biển nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Bùi Quốc Oai gửi lời chúc mừng năm mới đến đảng bộ, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển trong năm 2023. Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn, trong thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU với tinh thần tập trung cao độ, quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân về phòng chống khai thác IUU, góp phần cùng các bộ ban ngành địa phương thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam. Nằm trong hoạt động trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 1.300 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sáng nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup thành lập nhiều đoàn đến trao quà cho hộ nghèo một số huyện trên địa bàn tỉnh. Đến trao quà tại huyện Nam Căn có Quỹ viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận. Theo đó, đoàn đã trao 300 phần quà đến các hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện Nam Căn. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng do Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup tài trợ. Trong không khí Tết đến xuân về, đại diện đoàn gửi lời chúc xuân đầm ấm vui vẻ đến các hộ nghèo và mong muốn trong năm mới mọi người phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất để có kinh tế phát triển, thoát nghèo bền vững. Tại huyện Cái Nước, vào chiều nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tặng quà Tết cho 168 hộ nghèo trên địa bàn các xã Lương Thế Trân, Thạnh Phú, Phú Hưng và Tân Hưng. Hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái, góp phần động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đầy đủ hơn. Tại huyện Đầm Dơi, đoàn đã trao 300 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn 16 xã. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một hộp bánh. Tổng trị giá các phần quà 180 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup tài trợ. Nhận được phần quà, bà con rất phấn khởi và bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền và đơn vị tài trợ. Chiều nay tại huyện Cái Nước, đoàn đã trao 232 phần quà cho hộ nghèo thuộc các xã Trần Thới, Đông Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông và thị trấn Cái Nước, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Tại buổi lễ, đại diện huyện Cái Nước cảm ơn tấm lòng của Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã dành cho bà con nghèo, mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup tổ chức trao 300 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thới Bình. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, tổng kinh phí các phần quà là 180 triệu đồng. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại tỉnh Cà Mau, Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trao 1.300 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện Thới Bình, Cái Nước, Nam Căn và Đầm Dơi. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động ý nghĩa này là 780 triệu đồng. Chiều nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đến chúc Tết và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Đoàn đã tặng 65 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách xã Hồ Thị Kỷ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm. Tổng trị giá các phần quà là 65 triệu đồng do VNPT Cà Mau và một số doanh nghiệp tài trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân chúc bà con có một mùa xuân vui tươi, đủ đầy, đồng thời mong năm mới bà con tiếp tục phấn đấu lao động, vươn lên ổn định cuộc sống.
Hôm qua, Đồn Biên phòng Đất Mũi, Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, địa bàn đóng quân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, tại chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản, Đồn Biên phòng Đất Mũi và các đơn vị đã trao tặng 2 căn nhà mái ấm biên cương trị giá 120 triệu đồng, 60 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, 100 đòn bánh tét, tổ chức gian hàng không đồng với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ người dân trị giá trên 20 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động công trình công viên trị giá trên 200 triệu đồng do Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Phong hỗ trợ 80 triệu đồng, Đồn Biên phòng Đất Mũi vận động hỗ trợ 150 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ đơn vị góp hàng trăm ngày công lao động để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bà con trên địa bàn. Sáng nay tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân, Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau và các đơn vị tài trợ, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức chương trình Xuân tình nguyện đợt 1 năm 2024. Hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình ý nghĩa do tuổi trẻ Đoàn khối thực hiện trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thiết thực triển khai các hoạt động ý nghĩa trước thềm xuân mới, các y bác sĩ đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người. Thông qua việc thăm khám, những trường hợp có các bệnh liên quan huyết áp cũng được tặng 20 máy đo và hướng dẫn sử dụng để việc chăm sóc sức khỏe tại gia đình đảm bảo hơn. Mang xuân sung túc cho những hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ Đoàn khối Dân chính Đảng vận động trao 55 phần quà Tết, tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 100 quyển tập cho học sinh. Ngoài ra còn tổ chức gian hàng không đồng phát quần áo cho bà con về nguồn giáo dục truyền thống và tìm hiểu về lịch sử địa phương tại khu di tích quốc gia biệt khu Hải Yến Bình Hưng. Tổng kinh phí các hoạt động khoảng 83 triệu đồng. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn khối Dân chính Đảng đã vận động nhiều cá nhân đơn vị đồng hành thực hiện chuỗi chương trình Xuân tình nguyện tại ba huyện Phú Tân, Cái Nước và Nam Căn. Sáng nay, Đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tổ chức chương trình Xuân sẻ chia. Tại chương trình, Đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lý Văn Lâm. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và quà Tết trị giá hơn 1 triệu đồng. Những phần quà được trao là lời động viên khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt hơn trong học tập, rèn luyện. Thưa quý vị, sau khi kết thúc hai vòng thi tranh tài đầy hào hứng sôi động, hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức chính thức khép lại và tổng kết trao giải vào chiều qua. Hội thi thu hút 213 em học sinh đến từ 88 trường tiểu học của các huyện thành phố về tham dự. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã khen thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất, mỗi khối gồm 8 học sinh. Hội thi là dịp để các em trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày bài viết đẹp, góp phần củng cố và phát triển phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp trong các nhà trường, chú trọng nâng cao việc luyện nét chữ, rèn nết người. Đây cũng là cơ hội giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm rèn luyện chữ cho học sinh, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chương trình tiếp tục với các nội dung khác. Vụ dưa hấu Tết năm nay, nông dân huyện Trần Văn Thời xuống giống được gần 6 hectare, tập trung ở thị trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Bình Đông. Theo nông dân, vụ dưa hấu Tết năm nay, bà con khá thuận lợi trong việc trồng và chăm sóc do thời tiết ổn định, ít bị sâu bệnh gây hại, nên dưa phát triển tốt. Hiện tại, nông dân đang tích cực tưới nước, bón phân, chăm sóc để dưa hấu phát triển, đảm bảo thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại, đã có nhiều thương lái đến tận ruộng dưa đặt cọc thu mua với giá 60.000 đồng một trái đối với dưa loại nhất. Người dân rất phấn khởi vì giá dưa năm nay được dự báo sẽ giữ ổn định. Sau đây sẽ là một số thông tin thị trường trong ngày đáng chú ý. Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng nhiều người đã bắt đầu tìm mua các loại hoa lan để chờ Tết. Trong đó, lan hồ điệp được nhiều người tìm mua. Theo các cơ sở kinh doanh hoa Tết, giá lan hồ điệp không tăng so với năm ngoái, dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng một cây. Ngoài ra cũng có dòng lan VIP giá 2 triệu đồng một cây. Năm nay, quất mini hay còn gọi là quất bonsai trồng trong các chậu và lọ có hoa văn cổ được nhiều người mua chơi Tết. Các nhà vườn đang bày bán nhiều chậu quất bonsai có giá hàng chục triệu đồng, hội tụ đủ các yếu tố như dáng đẹp, quả đẹp, có nụ hoa và nhiều lọc. Cụ thể, quất bonsai có giá từ 1 đến 20 triệu đồng một cây tùy vào kích cỡ, hình dáng, độ độc đáo.
Thưa quý khán giả, tỉnh Cà Mau hiện có 145 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao. Hầu hết đều thuộc nhóm thực phẩm ăn uống và thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm OCOP làm phong phú lượng hàng hóa, tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tết Nguyên Đán là thời điểm sức mua tăng mạnh. Nắm bắt xu thế này hơn một tháng nay, cơ sở sản xuất Ba Khía, Bà Na Food ở phường 1 thành phố Cà Mau đã tăng lượng sản xuất, chuẩn bị lượng hàng hóa gấp từ 2 tới 3 lần so với bình thường. Để tăng sức tiêu thụ, đơn vị còn đưa các sản phẩm vào các giỏ quà tặng với những thiết kế mang sắc xuân phục vụ nhu cầu biếu tặng của người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, lan tỏa ra thị trường và góp phần phát triển thương hiệu OCOP tỉnh Cà Mau. So với lại năm trước thì em thấy là cái sản lượng Ba Khía của nhà em nó có tăng so với năm trước. Thì phần lớn là những cái khách quen họ quay lại nhiều. Như là cũng dịp Tết này họ mua để biếu, nên là cái số lượng cũng là nhiều hơn so với những tháng trước. Chọn những cái nguồn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cũng như là các nguyên liệu để chọn Ba Khía cũng vậy. Tất cả đều có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Ngoài những sản phẩm đặc trưng vùng miền như tôm khô, Ba Khía hay bồng bồn, thì hiện nay các sản phẩm OCOP cũng khá đa dạng về chủng loại. Tại cơ sở Thúy Lực, phường 2, thành phố Cà Mau, những sản phẩm như khô trâu, bắp bò ngâm nước mắm, chả mọc, chả bò cũng đang hút hàng thời điểm cận Tết, với số lượng đơn đặt hàng tăng gấp 3 lần so với thời điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán thì hiện nay công ty của chúng tôi đang làm ra tất cả các sản phẩm, số lượng sản lượng phải gấp 3 lần ngày thường. Như thị trường năm rồi thì chúng tôi bán chỉ có 100-200 kg bắp bò ngâm nước mắm thôi, nhưng mà dự đoán thị trường năm nay có thể bán được 1 tấn. Và hiện nay thì em đã có cái đơn đặt hàng của Sài Gòn Co-op ở Sài Gòn á. Dạ, thì hiện giờ là đang bắt đầu triển khai để làm mẫu cho mọi người ta xem đó, thì vừa ý thì bắt đầu họ sẽ đưa cái đơn hàng cho mình làm. Bên cạnh nhóm thực phẩm ăn uống thì những sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng khá hút hàng vào thời điểm cận Tết, đặc biệt là sản phẩm thân thiện với môi trường như túi xách bồng bồn, túi xách dẻ chuối. Tại cơ sở Đăng Đác Mỹ Phượng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, những ngày này không khí gia công hàng Tết tất bật hơn bao giờ hết. Mỗi người một công đoạn nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kịp thời cung cấp sản phẩm cho đối tác. Mỗi năm á, cái hàng Tết thì là từ tháng 10 đổ lên á là bán ít lắm. Từ cái vỏ xách nhựa cho tới chiếc chiếu thì nhiều, cho tới nhựa và tới cho dây chuối này luôn. Tại vì lúc đó thì ta thủ đồ, ta thủ tiền, ta sắp đồ cho con người ta. Mà năm nay được OCOP thì lon tỏi nhiều thì bán được nhiều lắm. Tỉnh này cái đặt 5-3 cái, tỉnh kia đặt 5-7 cái. Tại vì nó cũng mắc tiền, chứ không phải là nó rẻ tiền. Thì vậy đó, liên mí luôn à. Do đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, nên sản phẩm OCOP ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết. Theo các chủ thể, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng nhẹ, nhưng các đơn vị kinh doanh mặt hàng OCOP trong tỉnh sẽ không tăng giá sản phẩm, đồng thời sẽ thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, góp phần bình ổn thị trường dịp Tết năm nay. Bộ Công Thương, Công an và Tài chính được Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp thanh tra hoạt động mua bán vàng miếng, vàng nguyên liệu. Động thái phối hợp quản lý thị trường vàng diễn ra sau khi Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành, không để giá vàng trong nước chênh cao với thế giới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương tăng cường thanh tra giám sát thị trường, xử lý và cung cấp thông tin các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời đề nghị Bộ Công an phối hợp hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao để đầu cơ trục lợi, nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường. Bộ Tài chính được đề xuất tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc phát hành sử dụng hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng, xử lý nghiêm hành vi phát hành sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này cho biết sẵn sàng tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường và có giải pháp hạn chế ảnh hưởng lên tỷ giá, lạm phát. Chính thức công nhận việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dữ liệu sinh trắc để làm thủ tục bay từ ngày 15 tháng 2. Nội dung đáng chú ý trong thông tư 42/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 13/2019
quy định chi tiết về quy trình làm thủ tục của hành khách đi máy bay do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Cụ thể, để đủ điều kiện lên máy bay, hành khách cần chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân, có thể thay thế giấy tờ tùy thân bằng thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương theo quy định. Các giấy tờ này phải được kiểm tra, đối chiếu để đảm bảo sự trùng khớp với hành khách và chuyến bay. Hành khách và hành lý phải được kiểm tra an ninh hàng không. Nhân viên làm thủ tục phải kiểm tra đối chiếu hành khách với thẻ, vé đi máy bay và giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học hoặc giấy tờ điện tử. Khách hàng có nhu cầu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội được dây khung tài sản đảm bảo tối đa 120 triệu đồng trong 84 tháng qua Vietnambos. Đây là sản phẩm tín dụng an sinh xã hội cho khách hàng có nhu cầu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnambos và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam. Gói tín dụng này gồm 3 sản phẩm gồm cho dây không tài sản đảm bảo với người đến tuổi nghỉ hưu, cho dây không tài sản đảm bảo với người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và có người bảo lãnh, và cho dây trả góp không tài sản đảm bảo cho người gần đủ tuổi nghỉ hưu và gần đủ năm đóng bảo hiểm. Thưa quý vị, thời tiết những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn được dự báo sẽ nắng nóng gay gắt, khô hạn cục bộ, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước dự báo này, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống cháy rừng để bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng thời điểm trước, trong và sau Tết. Huyện U Minh có tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 77.000 ha, trong đó diện tích có rừng gần 32.000 ha. Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, hiện nay mực nước tại các tán rừng đang ở mức trung bình. Tuy nhiên, tại một số cánh rừng thuộc đất gò, nước cũng đã bắt đầu rút dần. Đây là diện tích rừng thuộc địa bàn ấp 15 xã Nguyễn Phích. Có thể thấy thảm thực bì đã bắt đầu khô. Những ngày qua, chủ của cánh rừng này khẩn trương bố trí các phương án bảo vệ rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Là hàng năm thì khi tới vào mùa khô thì đối với cán bộ của địa phương thì cũng tuyên truyền thì từng hộ dân cam kết phòng chống cháy cho từng hộ ký, rồi cũng kêu từng hộ là chuẩn bị như giá, dao, rồi theo cái quy định hàng năm vậy đó đưa ra. Huyện U Minh có 18 đơn vị chủ rừng. Đến thời điểm này đã có 17 đơn vị xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, với 294 thành viên tham gia. Theo phương án sẽ có 51 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng và 12 tổ hậu cần. Nhiệm vụ của các tổ đội là trực chòi canh lửa và tuần tra rừng 24/24 để phát hiện kịp thời cũng như xử lý hiệu quả nếu có tình huống cháy xảy ra. Bắt đầu khoảng tháng 10 là cho hộ dân mình cam kết cái công tác phòng chống cháy, phương án phòng chống cháy. Rồi tới khi nào nước nó giật khô, nhắm cái độ ẩm của rừng khô thì cho hộ dân trực thường xuyên. Cái công tác chuẩn bị trong Tết này cũng sẵn sàng, đợi khi nào có cái độ ẩm nó độ khô của rừng nó cao thì cho hộ dân mình trực. Song song với sự chủ động của các đơn vị chủ rừng, những ngày qua lực lượng kiểm lâm địa phương cũng đã tiến hành khảo sát thực địa ở những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nhằm đưa ra phương án bảo vệ rừng hiệu quả nhất. Trước, trong và sau Tết thì phối hợp với các cái đơn vị chủ rừng như chính quyền địa phương để triển khai cái công tác tuyên truyền, vận động cái người dân để có cái ý thức, đồng thời thì cũng kiểm tra các cái trang thiết bị để đảm bảo trong công tác phục vụ trong các phòng cháy chữa cháy trong thời gian sắp tới. Thì trên cơ bản đến thời điểm này thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng để chuẩn bị cho cái trước, trong và sau Tết thì đảm bảo. Để chủ động và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho các đơn vị chủ rừng tại vườn quốc gia U Minh Hạ, liên tiểu khu U Minh 1,
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ và hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai. Tin rằng với sự chủ động từ các đơn vị chủ rừng, sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, Tết này màu xanh của những tán rừng sẽ được giữ vững. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.